Cái thứ nhất đấy là gì ạ? Là tốc độ nói, cái số 1 đấy là tốc độ nói. Tốc độ nói sẽ quyết định được cái năng lượng của chúng ta. Nếu mà chúng ta truyền đạt thông tin cũng như là muốn dạy những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới thì chúng ta cần phải nói chậm rãi, chắc chắn. Đấy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta muốn đẩy năng lượng phòng Zoom lên thật nhanh thì chúng ta hãy nói thật nhanh, nói thật nhanh, nói thật nhanh, đúng không ạ? Nói nhanh thì năng lượng sẽ cao hơn, đúng không ạ? Nhưng rất nhiều người nói chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi thì nó sẽ gì ạ? Năng lượng nó sẽ trầm xuống. Và khi mà chúng ta muốn mọi người trầm lắng xuống thì chúng ta hãy nói thật là chậm, thật là chậm, thật là chậm. Khi đó mọi người sẽ trầm lắng và lắng nghe chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta mà muốn năng lượng của phòng Zoom đẩy lên, mọi người gây chú ý hơn khi mà mọi người đang chỉnh mảng thì chúng ta phải đẩy tốc độ lên thật nhanh lên, mà đừng có gì ạ, suy nghĩ nhiều, cứ nói đi. Và gì ạ, khi đó thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, năng lượng nó sẽ thay đổi. Anh em có thấy điều này không ạ? Đó, chỉ khi mà chúng ta thay đổi về tốc độ thôi là ngay lập tức là gì ạ, là năng lượng của phòng Zoom cũng như năng lượng của những cái người mà đối diện chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Đó. Đặc biệt khi các MC khi mới vào trong phòng Zoom, việc đầu tiên của chúng ta đó là gì ạ? Là đẩy năng lượng phòng Zoom lên, rất quan trọng. MC mà không có năng lượng hoặc không đẩy được năng lượng phòng Zoom thì đấy là gì ạ? Một MC như vậy là chưa hoàn thành cái vai trò của mình. Được chưa? Rồi, cái thứ hai đó là cao độ. Thứ nhất là tốc độ, thứ hai là cao độ. Đấy. Cao độ ở đây tức là gì ạ? Là cái về nó gọi là tần số âm thanh. Cao độ nó có gì ạ? Độ cao, độ thấp, tức là mình nói trầm trầm, mình nói trầm, mình nói giọng mũi, chuyển ra giọng mũi một chút thì cái giọng nó sẽ trầm ấm và thực sự là rất là quyền lực. Những giọng nói quyền lực nhất thường sẽ là những giọng nói trầm và rất ấm, nó sẽ đẩy giọng lên mũi một chút. Còn nếu mà chúng ta nói cái giọng mà thế 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 thì làm sao mọi người sẽ rất là mệt và rất là đau tai, đúng không anh chị em? Cứ nói thế mà cứ giọng mà cao 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 mà không xuống được thì làm sao, nó sẽ rất là khó nghe. Đấy. Cái giọng the thé thì nó là cái giọng rất là gì ạ, rất là gọi là nó hơi đanh đá một chút, hơi chua ngoa một chút. Đấy. Bởi vì những người như thế thì thường hay nói những cái giọng ở như vậy. Đấy, cho nên là nếu anh chị em nào mà đang vẫn còn mắc cái giọng mà hơi bị độ cao, nó hơi chét, hơi bị nhiều ấy, gọi chét hơi bị nhiều ấy, thì nó phải chuyển sang chế độ là để cho âm bass nhiều hơn. Đấy, âm bass nhiều hơn thì giọng nó sẽ trầm ấm hơn. Đấy, còn âm chét cao quá đấy, thì nó sẽ rất là mệt cho cái người nghe. Đó. Đặc biệt khi anh chị em thấy cãi nhau, khi mà cãi nhau mình đưa giọng lên rất cao. Đúng không ạ? Khi mà cãi nhau giọng cứ thế thế thế. Giọng nói rất cao. Đấy, đấy là cái giọng nói để mà chiến đấu. Đúng không ạ? Còn giọng trầm ấm thì nó là giọng để mà gì ạ? Để bảo vệ. Đúng không ạ? Để bảo vệ người khác. Cho nên tại sao ấy, khi mà nghe những người mà nói có giọng trầm ấm ấy, thì mình cảm giác rất là an toàn, rất là ấm áp, rất là yên tâm. Đúng không nhé? Đấy. Vì vậy là kể cả phụ nữ hoặc đàn ông luyện giọng thật là trầm thì càng quyền lực, càng trầm thì càng gì ạ, càng mạnh mẽ, đúng không? Đấy, đó là cách để mà mình rèn luyện cái giọng nói của mình. Đó. Và chúng ta sẽ có những cái bài tập để rèn luyện cái giọng nói của mình, ok không ạ? Để chúng ta có thể nói được rất nhiều các cái giọng khác nhau, phù hợp các cái vai trò khác nhau. Đó, lúc mà mình cần cãi nhau mình cũng phải đẩy giọng cái cao lên, cao chống được nó, đúng không? Đấy. Cái thứ hai là cao độ, đúng không? Cao độ. Cái thứ ba nữa chúng ta cần phải nhớ để mà rèn luyện đó là gì ạ? Đó là âm lượng. Ừ, cao độ nó khác âm lượng anh chị em nhé. Giọng thé nó khác với giọng to. Âm lượng ở đây là gì ạ? Là to và bé. Đấy, to và bé. Giọng to khi mà mình cần nói một cái điều gì đó thực sự là gì ạ, là quan trọng và điều gì đó mà mình muốn để cho người khác phải gì ạ, phải chú ý
thì chúng ta phải nói to. Đấy. Nói to nó sẽ cho phòng Zoom cũng cho mọi người cái sự năng lượng hơn. Nói to cũng sẽ giúp cho chúng ta có quyền lực hơn. Nói to sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và là người ta sẽ tin tưởng chúng ta hơn. Còn khi chúng ta muốn nói cái điều gì đó thật là bí mật, việc gì đó mà chỉ có chúng ta biết thôi, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thì thầm, đúng không? Phải nói thật là nhỏ, nói chậm thôi, nhưng mà nói thật là nhỏ để mọi người phải lắng nghe, đúng không? Chúng ta nói nhỏ thôi, mọi người phải lắng nghe, phải căng tai lên nghe. Này nhá, hôm nay nhá, Huy sẽ có một bí mật này nhá, chỉ nói riêng cho anh chị em ở đây nghe thôi nhá. Anh chị em có cam kết là mình chỉ dạ, mình giữ bí mật này cho hơn 20 thành viên ở đây không? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thế là khi có những lúc mà chúng ta cần phải nói rất to, nhưng có những lúc chúng ta phải nói nhỏ. Đấy, khi chúng ta hô khẩu hiệu đầy năng lượng thì chúng ta phải nói to. Nhưng mà khi mà chúng ta cần cái sự bình ổn, cần cái sự trật tự, cần cái sự nhẹ nhàng thì phải nói nhỏ. Đặc biệt khi mà chúng ta muốn ra lệnh thì chúng ta phải quát to. Này! Chú ý vào phòng Zoom đi, đừng có mà mất trật tự, đừng có chảnh mảng, đúng không ạ? Đấy, thế là rất nhiều người sẽ giật mình, đang làm việc khác nghe thấy quát cái là bắt đầu là mình quay trở lại phòng Zoom. Nhưng sau đó làm sao ạ? Sau đó mình nói thật nhỏ để cho họ phải chú ý đến phòng Zoom. Còn nếu mà không chú ý thì họ sẽ không nghe thấy gì cả. Đấy, như vậy là chúng ta phải chuyển động linh hoạt, biến báo linh hoạt trong cái việc mà tăng giảm âm lượng, tốc độ cũng như là cao độ của cái âm thanh. Khi đó thì chúng ta sẽ có những cái sự rất là linh động ở trong cái việc mà cái bài nói chuyện của mình. Tiếp theo, cái số 4 đấy là trường độ âm thanh, tức là độ dài của âm thanh. Có những lúc chúng ta cần phải kéo dài cái câu nói của mình. Có những lúc chúng ta cần phải nói ngắn để mà tăng tốc độ nói. Đấy. Có những lúc chúng ta phải nhấn xuống một cái để cho nó gì ạ? Nó kéo dài cái câu nói của mình, tạo ra một cái trường độ nó dài hơn. Trường độ là dài ngắn. Đấy chưa ạ? Trường độ là dài ngắn. Đấy. Thì khi mà chúng ta nói có một kéo âm dài ra thì chúng ta sẽ nhấn mạnh được những cái điều mà chúng ta cần truyền đạt, và điều này làm cho người nghe không bị mệt đó. Nếu mà chúng ta cứ nói đều 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 đều, không có ngắt nghỉ, không có chấm hỏi, chấm than, chấm dấu, chấm phẩy, và chúng ta cứ không có tăng giảm chiều dài của âm lượng, chúng ta cứ đều đều thì mọi người rất dễ buồn ngủ. Đúng không anh em? Đấy. Vì vậy có những lúc chúng ta nói nhanh thì nó phải ngắn, ngắt nó phải rõ. Đấy. Có một lần Huy nghe một cái chia sẻ của ca sĩ Hồng Nhung. Ca sĩ Hồng Nhung có nói rằng là về việc luyện hát ấy thì thực tế nó không khó. Chỉ cần chúng ta làm cái điều này thôi, đó là chúng ta gì ạ? Phát âm tròn vành rõ chữ. Đấy, kể cả là chúng ta nói nhanh hay nói chậm thì chúng ta phải nói rõ nhả chữ từng chữ một. Có nhiều người nói xí xí xí, nhưng chúng ta nói câu trước câu sau này không có ngắt nghỉ, và cái câu trước cái chữ trước nó lẫn vào chữ sau, nó cuối cùng là không ai nghe cái gì cả. Anh em có nghe được không ạ? Đấy. Có những người nói những cái từ trước từ sau nó cứ dính vào nhau, và khi đó thì rất khó để cho người nghe. Và khi mà chúng ta làm cái điều gì khiến cho người nghe họ cảm thấy khó thì họ sẽ chán, và chán ấy, thì bao nhiêu cái nội dung hay đến mấy chúng ta chuẩn bị thì nó cũng gì ạ? Nó là hư vô, là mây khói hết. Đấy là lý do tại sao có những người nói thì rất là hay, mọi người rất là thích, còn có những người nói thì mọi người lại không thích. Đấy chính là gì ạ? Do cách sử dụng ngữ điệu, giọng điệu của mình dẫn đến là gì ạ? Là người thích mà người không thích. Đó. Trước đây thực sự với anh chị em, bí mật với anh chị em là như này.
Trước đây là Huy rất là tự ti về cái giọng nói của mình. Nói thật với anh chị em, đó là Huy nói rằng là chứ mình trông cũng đẹp trai, cũng không vấn đề gì, cũng khỏe mạnh, đẹp trai, cũng ngon, cũng thông minh. Có mỗi cái là cái giọng nói này, nó kém quá. Giọng nói mình nghe mình không chịu được. Mình mà có thu âm mình nghe lại cái giọng của mình, nói thật là không thể nghe được. Còn chưa kể nói ngọng nhé. Ngày xưa Huy còn ngọng chỉ N với L ấy. Xong rồi lại nói giọng địa phương, quê ở tỉnh Bắc Giang, giọng nó địa phương, nó có lẫn lộn lung tung hết cả đấy. Thế sau đó thì bắt đầu mình cũng tập luyện, cũng có rèn luyện anh chị em, không có gì tự nhiên hết, cứ rèn luyện rèn luyện rèn luyện nhiều, rèn luyện nhiều, rèn luyện nhiều lần, nói nhiều nói nhiều nói nhiều đấy, thì bắt đầu nó gì ạ, nó hay hơn. Và đến bây giờ thì sau mỗi lần Huy đào tạo ấy, Huy giảng ấy, thì hầu hết Huy đều nghe lại cái bài giảng của mình và mình cảm thấy ui, mình giảng hay thật, cái giọng mình hay thế. Và cái điều gì xảy ra anh chị em, khi mà chúng ta yêu cái giọng của mình ấy thì cái giọng của mình nó lại càng hay hơn. Đầu tiên đó, mình cứ liều mình làm thôi, mình cứ làm thôi. Và cái người mà truyền cảm hứng cho Huy để mà đứng lên trên cái bục giảng cũng như là đứng lên để chia sẻ không phải là thầy Phạm Thành Long đâu, mà cái anh Rick Đát Lộc ấy. Huy có một lần Huy tham gia cái chương trình talk show, chương trình gọi là phễu của anh ấy, chương trình miễn phí ấy. Anh dạy về internet marketing, thế thì giọng anh cứ xít 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 vào này, xong nói thì ngọng những lờ những lờ. Thế mình bảo mẹ cái thằng cha này, mẹ giọng thì nó chẳng ai nghe được mà ngọng níu ngọng nô ấy. Thế mà nó đứng lên nó giảng nó kiếm được triệu đô, nhưng mình ngon, nhưng mà mình không dám đứng lên ấy nhục. Thế là cả cái buổi hôm đấy, nói thật với anh chị em, không học được cái gì cả, học được mỗi thứ thôi. Đây là nó mà làm được thì mình cũng làm được. Cho nên anh chị em thấy rằng là đôi khi á, là Huy đứng lên Huy phát biểu ở trên cái Zoom, Zoom gà gáy, hoặc thậm chí là các cái Zoom mà chia sẻ về nhân chứng ấy, hoặc cái Zoom về về trao đổi ấy, sau khi đặc biệt là làm việc với khách mời á, thì mình cứ nói kiểu nhát gừng, nói kiểu ngốc nghếch nhất có thể. Bởi vì sao ạ? Mấy cái người khách mời ấy, họ vào đây họ nói rằng ồ, cái leader lớn như ông Huy mà ăn nói thế này mà cũng làm leader được thì mình cũng làm được. Chứ còn nếu ông ấy nói hay thế kia ông mới làm được, thì mình không nói hay thế chắc mình không làm được, thôi tôi bỏ không làm. Cho nên là gì ạ, anh chị em nên chia sẻ nhân chứng hoặc nên chia sẻ trao đổi sau vì ấy, anh chị em nói thật là thô, thật là kém, mà nói lắp bắp vào ngọng líu ngọng lô cũng được, không vấn đề gì hết anh em nhớ nhá. Đấy, MC thì phải chuyên nghiệp, OBB thì phải chuyên nghiệp, nhưng mà trao đổi thì càng leader lớn mà càng ngọng mà càng kém ấy thì làm sao ạ, thì người ta lại càng thấy rằng ui mẹ, nói thế nói không có ai ngửi được, thế mà làm leader được thì mình cũng làm được, thôi mình vào mình làm. Đúng không chị Sơn? Đấy, ai cũng làm được. Thế thì khi mà họ nói rằng là à tôi cũng làm được thì làm sao ạ, thì họ lại càng dám tự tin để họ xông vào họ làm. Chứ còn nếu mà mình nói hay Bị quá, trung phố hả? mình nói hay quá thì chưa chắc là gì ạ, chưa chắc đã chốt ở đâu đấy. Cho nên là gì ạ, cái kiểu quan trọng nhất của mình ấy, đấy là gì ạ, là mình phải phải chân thành, nó nằm chỗ đấy đấy, chân thành nó sẽ, nó người ta sẽ cảm nhận được đấy. Không cần phải quá cố gắng, là phải phải chuyên nghiệp, quá cố gắng phải đâu, nhưng mà làm MC thì phải gì ạ, thì phải chuyên nghiệp, bởi vì MC nó là cái đánh giá đầu tiên, cái bộ mặt đầu tiên khi mà khách mời họ vào. Nếu như ngay đầu tiên mà họ thấy không chuyên nghiệp là họ đi ra luôn, mà đi ra luôn thì không có cơ hội để cho những người phía sau họ thể hiện. Đấy, cho nên là MC là rất là cần những cái sự chuyên nghiệp, đặc biệt là trong cái việc
phát ngôn nó phải chuẩn, đúng không ạ? Giọng nói nó phải hay, truyền cảm và làm cho người ta có cảm hứng để nghe, đúng không ạ? Rồi, cái phần số lúc nãy là gì, số mấy rồi ạ? Số mấy ạ? Số 4 ngữ điệu ạ. Số 4 là ngữ điệu đúng không ạ? Không phải, số 4 là ngữ điệu, số 4 là cái gì? Trường độ đúng không? Rồi. Thì tiếp theo nữa thì cái số 5 đấy là gọi là phát âm rõ ràng. Phát âm rõ ràng. Đấy, nó đúng là phát âm rõ ràng. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta như vừa rồi Huy có chia sẻ, đó là mình nói các từ nào ấy là mình phải nói rõ, đừng có nói gì ạ, nói xít xít vào nhau, đừng có nói mà không ai nghe được. Mình nói mình phải nghe được và cho người khác nghe được. Đấy. Cái thứ hai nữa đó là trong cái phần phát âm rõ ràng ấy thì chúng ta nhớ một điều, đó là kể cả chúng ta nói nhanh hay nói chậm thì các âm tiết nó đều phải rõ. Tức là âm trước nó ngắt thì âm sau mới được bật ra. Đấy. Âm trước mà chưa ngắt thì âm sau bật ra nó sẽ bị xít vào nhau. Đấy. Kể cả nói nhanh nhé. Anh chị em kể cả nói nhanh nhé. Huy nói nhanh thì anh chị em vẫn nghe được đầy đủ từng câu, từng chữ, từng từ. Không có sót một từ nào cả. Đúng không ạ? Kể cả nói nhanh cũng phải nói rõ. Bật ra. Cái hơi nó phải bật ra. Đúng không ạ? Cái tiếp theo nữa ở trong phần phát âm rõ ràng. Đó là gì ạ? Đó là không được các cái lỗi L với N, S với S, S với S, đấy. Tr, tr với tr, đấy. Tr với tr, đấy. R, R với R, đấy. Thì đấy là những cái phát âm thì nó là cái lỗi gọi là vùng miền. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn trở thành chuyên nghiệp thì chúng ta phải sửa những cái lỗi này. Đấy. À, ngày xưa nó Huy hay bị mắc cái lỗi là L với N. Đấy. L cao với N thấp. Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ có những các bài tập để rèn luyện. Thì chút nữa thì Huy sẽ gửi cho anh chị em những cái bài tập để rèn luyện, những cái câu nói để chúng ta rèn luyện mấy cái gọi là chữa những cái này. Đấy. Ngày xưa khi mà Huy chữa cái bệnh nói ngọng ấy thì có nhiều cách lắm, nhiều mẹo lắm. Ví dụ như mình bịt mũi, bịt mũi là mình nói là l r đấy. Đấy, hoặc là mình đá cái lưỡi lên trên khi mà nói chữ chữ l cao ấy, đẩy cái lưỡi lên trên l cao. Còn khi mà nói cái chữ n thấp ấy thì mình đẩy cái lưỡi xuống dưới n n, n. Đấy thì nó sẽ, hoặc là mình há cái khẩu hình nó to ra. Đó là cái khẩu hình nhé. Cái khẩu hình khi mà mình nói ấy, cái khẩu hình của mình ấy, nó phải gì ạ? Nó phải hoạt động nha. Có nhiều người nói mà mồm nó cứ để im như không hiểu sao mà họ vẫn nói được. Đấy. Mồm nó không thay đổi gì, anh chị em nhìn này. Mồm không thay đổi gì cả nhưng mà vẫn nói được. Đấy. Nói giọng mũi và nói giọng qua khai răng này. Đấy. Không ai nghe được cái gì hết, đúng không anh chị em? Đấy. Nhưng khi mà mình nói ấy, thì mình đưa cái khẩu hình của mình nó thật là gì ạ? Linh động. Đấy. Thì khi đó thì làm sao? Cái chữ nó sẽ dạ tròn vành rõ chữ. Đúng không ạ? Đấy. Nhá. Lúc mà mình luyện tập ấy thì mình phải dạ luyện cả cái khẩu hình này của mình này. Đấy. Ngày xưa khi mình luyện các cái ngữ điệu của mình ấy thì nó có những cái đoạn để mà mình luyện. Ví dụ như là o a u o a u a u a u a u a o a o a o o a o a o o a o a. Đấy, mình cứ đọc đi đọc lại, cứ đọc như thằng Hâm như thế thôi. Đấy, và nó cũng là dạng những cái bài tập để mình rèn luyện. Đúng không anh chị em? Đó. Đó, thì đấy là những cái điều mà chúng ta sẽ rèn luyện để mà trở thành những người có giọng nói hay. Thêm vào đó nữa thì chúng ta sẽ tập đọc những cái đoạn văn, sau đó tập đọc với các cái ngữ điệu khác nhau. Thì nói ví dụ như này, tôi sẽ chọn một cái đoạn văn
Có một cái đoạn văn như sau, đó là chú chú ý đến nhịp điệu và tiết tấu khi nói. Đây là một cái đoạn hướng dẫn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc với các giọng khác nhau, đọc giọng chậm, đọc giọng nhanh, đọc giọng cao, đọc giọng thấp, đấy, tức là giọng cao, giọng trầm, đấy, đọc giọng to, đọc giọng bé, đọc giọng kéo dài và đọc giọng ngắt dứt khoát. Đấy, từng đấy cái giọng. Ví dụ như là mình nói bình thường, đấy là một giọng nói thu hút, lôi cuốn người nghe, là một giọng nói có sự hài hòa về nhịp điệu, tiết tấu, âm lượng, tốc độ và sự truyền cảm. Đó, bây giờ chúng ta tăng tốc độ lên. Để có giọng nói nhịp nhàng và truyền cảm, bạn nên tìm và lựa chọn những đoạn văn ngắn cảm xúc, những đoạn văn mô tả về tình cảm, thơ mộng, trữ tình, nhiều câu biểu cảm những sâu sắc, trạng thái khác nhau để luyện tập. Khi đọc, có thể kết hợp nghe một số thể loại nhạc nhẹ nhàng, không lời như nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, nhạc hòa tấu du dương. Đấy. Âm nhạc sẽ giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc câu văn và biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng hơn. Đó. Một giọng nói rõ ràng, mạch lạc đến đâu cũng sẽ khó có thể đọng lại lâu và để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người nghe nếu như giọng nói đó thiếu đi sự truyền cảm. Sự chân thành xuất phát từ bản thân người nói sẽ dần dần tạo nên âm sắc và tính truyền cảm. Để người nghe cảm nhận được cảm xúc của người nói, chúng ta nên thể hiện sắc mặt, thái độ, ngôn ngữ, hình thể ngay trong lúc diễn đạt. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giọng nói của chúng ta. Người có giọng nói hay sẽ tự tạo hấp dẫn cho bản thân, khiến mình và khiến cho người nghe chú ý, yêu mến và thích được nghe mãi. Đó. Anh chị em thấy là vừa rồi Huy vừa biểu diễn một loạt các kỹ thuật ở trong cái việc sử dụng cái ngôn từ, cái giọng nói. Đó là gì ạ? Có đoạn nói nhanh, có đoạn nói chậm, có đoạn nói to, có đoạn nói nhỏ, có đoạn nói gì ạ? Kéo dài, có đoạn nói gì ạ? Ngắt câu rất nhanh, ngắt từ rất nhanh. Có đoạn thì nói gì ạ? Nói với một cái giọng giọng cao, có những đoạn thì nói giọng trầm, đúng không ạ? Để người nghe cảm nhận được cảm xúc của chúng ta nói, thể hiện phải khắc sắc mặt, thái độ, ngôn ngữ, hình thể ngay trong lúc diễn đạt. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giọng nói của chính chúng ta. Người có giọng nói hay sẽ tự tạo hấp dẫn cho bản thân, khiến cho người nghe chú ý, yêu mến và thích được nghe mãi. Đó. Như vậy là gì ạ? Chúng ta chọn cho mình những cái đoạn văn, sau đó là chúng ta luyện đi luyện lại bằng các cái gì ạ? Các cái ngôn từ khác nhau, biến hóa linh hoạt. Đây là một cái bài tập mà chúng ta cần phải hoàn thành. Và đây nó sẽ là cái bài tập mà để chúng ta luyện tập ngay buổi sáng ngày hôm nay. Đồng thời cũng là cái bài tập về nhà để chúng ta rèn luyện cái gì ạ? Cái khả năng sử dụng cái ngôn từ của mình, khả năng sử dụng cái ngữ điệu của mình, đúng không ạ? Đó. Rồi, ngoài ra thì có những cái người những cái bài tập khác để mà rèn luyện cái việc phát âm nó phải rõ ràng ấy, thì tôi sẽ gửi cho anh chị em một số cái bài tập giống như là vừa rồi có là Trần có nói là, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lơm lớp làng làng non nê, đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, thì mình cứ đọc đi đọc lại nhiều lần những cái từ như vậy thì mình sẽ rèn luyện được thôi. Ok, thì đấy là một vài cái hướng dẫn của Huy trong cái việc mà giúp cho anh chị em có một cái giọng điệu tốt hơn. Đó. Và để mà chúng ta có cái ngôn từ để nói thì không cách nào khác là chúng ta phải nghe nhiều, nói nhiều, để ý những cái người MC họ nói thì họ nói có ngữ điệu, có nhấn, có nhá. Cái việc nhấn nhá thì nó nằm ở chỗ này, khi mà mình nhấn xuống ấy, thì mình cảm thấy là cái từ nó bị nén lại, và khi là mình nhá mình nhở ra, thế mình thở ra. Đấy. Nhấn thì mình giữ cái hơi lại, nhá thì mình thả ra. Đấy, thì đấy là gì ạ? Khi chúng ta muốn nhấn một cái điều gì đó thì chúng ta hãy
căng cái bụng ra để mà đẩy cái hơi ra. Đấy. Và ở đây Huy sẽ dạy thêm cho anh chị em một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật sử dụng hơi bụng. Kỹ thuật sử dụng hơi bụng, bởi vì trước đây á thì khi mà Huy nói nhiều á, Huy sẽ bị đau cổ họng. Nếu mà Huy nói bằng giọng hơi 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 ở ngực và nói bằng giọng dạ giọng mũi thì mình sẽ bị đau cổ họng. Bao nhiêu anh chị em khi mà nói nhiều thì mình sẽ đau cổ họng thì comment xuống là tôi ạ. Trước đây Huy không nói được nhiều, chỉ nói được khoảng độ 15 phút là bắt đầu rát cổ họng rồi. Đấy, tại sao mà Huy khi mà đi hát karaoke, rất nhiều anh chị em đi hát karaoke với Huy, nếu mà có, thực ra là mấy năm nay thì Huy không đi hát, thì Huy không hát được. Thì Huy hát được một bài phát là đau cổ họng, là coi như là hỏng luôn, bỏ luôn cổ họng và không nói được nữa. Đấy, vì vậy là Huy không dám đi hát và thường không không thích đi hát karaoke. Đó. Nhưng mà sau khi mà Huy rèn luyện được cái việc mà sử dụng cái hơi bụng này thì lúc đấy cái giọng của Huy khỏe hơn. À, đồng thời là cái việc mà mình nói nhiều mà không bị đau cổ họng nữa. Đó. Thế thì khi mà mình sử dụng hơi bụng bụng này thì mình lấy hơi rất là nhanh, và cái người hát tại sao họ hát được những cái câu rất là dài mà họ không bị mệt. Đúng không ạ? Trong khi mình hát những cái câu mà chỉ hơi ngắn thôi mà mình đã mệt rồi. Chưa kể là gì ạ? Họ ngân rất là vang, nhưng mà gì ạ, là chúng ta không thể là ngân xa được như họ, bởi vì sao ạ? Chúng ta chưa biết cách sử dụng hơi bụng. Thế cách sử dụng hơi bụng như nào? Cái đầu tiên đó là chúng ta gì ạ, chúng ta khi mà chúng ta hít vào ấy thì chúng ta không cần phải hít bằng mũi, mà chúng ta gì ạ, phình cái bụng ra, tự động hơi hơi nó vào, cứ phình cái bụng ra là tự động hơi nó vào, nên mình không cần phải hít nữa, không còn cái cảm xúc cảm giác là điều khiển cái hơi nó đi qua mũi nữa, mà chỉ cần đơn giản phình cái bụng ra là gì ạ, hơi nó vào, thóc cái bụng vào tự nhiên hơi nó ra. Đấy. Và khi nó hơi có ra trong đó mình gì ạ? Sử dụng cái cơ miệng, dù sử dụng cái gì ạ? Cái ngôn từ của mình nói thì tự nhiên là gì ạ? Là hơi nó ra thôi. Đấy. Và sau nhiều lần ấy thì mình cứ làm cái việc mà đầu tiên là mình để ý nhá. Sau nhiều lần ấy thì lúc đấy mình không để ý nữa. Đúng không ạ? Cộng với cái việc này này, cộng với việc là chúng ta sử dụng cái khẩu hình ấy, cái khẩu hình chúng ta là há rộng ra này, à như này này, thì cái hơi ở trong bụng nó mới có cơ hội để nó ra. Còn nếu mà khẩu hình chúng ta nói ní 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 miệng nó cứ không 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 nói hết lên được ấy, không mở được cái miệng ra ấy, thì khi đó ấy, cái hơi nó không ra được. Và lúc đấy nó sẽ bị kẹt ở đây. Kẹt ở đây nó làm cho cái thanh quản này nó rung rất là cao. Đấy, nếu mà mình nói ấy, mà nó rung càng nhiều ấy thì chứng tỏ là mình đang bị kẹt cái hơi ở đây. Còn nếu như mà nó chỉ hơi rung rung thôi thì đấy là gì ạ? Đấy là chúng ta đang thoát ra được hơi. Hơi nó thoát ra được thì nó không bị đau của họng. Nhá. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta hát hoặc chúng ta ấy thì chúng ta gì ạ, chúng ta hít vào, sau đó chúng ta làm bụng, làm cái cơ bụng này nó căng này, làm cơ bụng này nó nén luôn, nó phải cảm giác nó hơi căng một tí thì đấy là lúc mà chúng ta dùng cơ bụng tốt. Đấy, hoặc là như này, chúng ta sẽ luyện cái hơi. Nhưng luyện cái hơi thì có mấy phương án như sau. Cái phương án thứ nhất đó là chúng ta để cái tờ giấy về trước trước mặt này. Đấy, anh chị em nhìn này, sau đó chúng ta nói làm sao ấy để cho cái tờ giấy nó rung rinh. Đấy, cái tờ giấy mà nó không rung rinh ấy thì chứng tỏ là cái hơi nó không thoát ra khỏi cái miệng của chúng ta. Đấy, chúng ta muốn hơi nó thoát ra khỏi cái miệng của chúng ta, chúng ta phải làm cho cái giấy này nó phải rung rinh, nó phải phát hơi nó càng xa thì cái âm của chúng ta là càng gì ạ? Càng vang, càng to, càng rõ. Đấy, còn nếu mà chúng ta nói mà cái giấy mà nó không có rung rinh, nó không có bật này ấy, thì chứng tỏ là cái hơi của chúng ta nó gì ạ, nó đang bị kẹt ở trong cái cổ họng của mình. Và khi nó cái hơi nó bị kẹt ở trong cổ họng của mình ấy, thì làm sao ạ? Thì cổ họng của chúng ta sẽ đau. Đấy, và chúng ta sẽ không nói to được, nói to phát là gì ạ, là đau rát cổ họng luôn. Đấy, kiểu kiểu vậy. Cái tiếp theo nữa là chúng ta làm một cái ngọn nến. Đấy, chúng ta có một cái cây nến. Đấy, có cái nến nhá, đây là cái que diêm này, có cái nến. Sau đó chúng ta bắt đầu thổi, chỉ thổi để cho ngọn nến nó rung rinh thôi nhá, không làm tắt ngọn nến, không được làm tắt ngọn nến. Đấy, nhưng mà chúng ta thổi với hơi nó kéo dài nhất có thể. Đấy, hoặc đơn giản là chúng ta lấy một cốc nước hoặc là cái bát, đấy, chúng ta thổi vào đây để tạo cái gợn sóng ấy. Nhưng mà chúng ta thổi càng lâu càng tốt, đúng không ạ? Thổi càng lâu càng tốt. Đấy, để mà thể hiện cái gì ạ? Để thể hiện cái chiều sâu của cái giọng nói của mình.
tại sao có những người nói nó có gọi là nội lực đấy, còn những người nói thì nó không có nội lực, nói nó cứ bị hụt hơi ấy. Đấy, bởi vì là cái trường độ hơi của mình nó dài. Nãy chị mới gọi anh khuyên, cái gì chị nói Cho nên là có một cái điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải rèn luyện cái độ hơi của mình. Đấy. Có những người ấy, là họ sẽ tập nín thở. Mình nín thở được càng lâu càng tốt. Đồng thời mình thổi ra được càng lâu càng tốt. Ví dụ như bây giờ anh chị em chúng ta cùng tập tập luyện nhé. Bây giờ mình sẽ cùng tập đấy, là mình sẽ gì ạ? Mình nín mình sẽ hít vào hơi một thật sâu. Sau đó mình sẽ thổi ra, hoặc là mình sẽ vừa thổi ra mình vừa nói xem là ai là gì ạ? Được lâu nhất. Được không anh chị em? Nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái bấm giờ. À, anh chị em sẽ test luôn nhá. Đấy. Đây. À, mình sẽ làm cái bấm giờ anh chị em test xuống xem là mình được bao nhiêu lâu nhá. À, anh chị em sẵn sàng chưa? Rồi. Đấy nha. Zoom to này. Rồi. Nào nhá, hít vào một sâu nhá, xong bắt đầu mình sẽ kiểu kiểu vậy nhá, xong đầu càng lâu càng tốt nhá. Rồi. Chuẩn bị này. 1 2 3 bắt đầu. Mấy khi đều phải mua máy này thôi. Giàu gì, giàu gì không dùng được nữa phải chả phải mua lắm nào. Giây. Anh em xong chưa? Nào, báo xuống cái số giây mà mình đã thực hiện được xem nào. Còn ai còn còn đang thổi không? Bao nhiêu giây ạ? 20 giây, 24 giây, 16 giây, 15 giây, 28 giây, 20 giây, 17 giây, 21 giây, 30 giây, 16 giây, 13 giây, 20 giây, 30 giây, 40 giây, 32 giây, 24 giây, 18 giây. Ui, chị Xuân là 46 giây rồi. À, em được 50 giây. Lâu không tập. Đợt trước tập là sẽ được hơn một phút. Rồi. Bây giờ nhé. Chúng ta vẫn làm lại như vậy. Nhưng mà bây giờ này. Nhớ này, chúng ta gì ạ? Hít vào phình cái bụng ra. Sau đó bắt đầu là gì ạ? Là mình đẩy cái bụng vào từ từ, mình căng cái cơ bụng vào từ từ. Đúng không ạ? Cái cơ bụng mình bắt đầu mình nén từ 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 từ, từ cái cơ bụng vào. Sau khi mà mình hóp vào đến mức mà gì ạ? Cái bụng mình nó hóp vào, nó hóp không còn gì luôn đấy. Đấy, thì lúc đấy thì mình bắt đầu mới mới thở ra. Nha anh chị em nhá. Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ở vòng thứ hai nhá. Vòng thứ hai sau đó mình sẽ thử so với cả lần thứ nhất xem mình có tiến bộ không anh chị em nhá. Rồi, tôi tin rằng lần thứ hai anh chị em sẽ tiến bộ hơn rất nhiều đấy. Mình có sự hướng dẫn là mình sử dụng cái hơi bụng, mình đặt tay lên cái bụng này, mình đặt tay lên bụng mình, đặt tay lên bụng mình đấy, xong rồi mình nhấn cái tay mình hơi ấn vào một tí đó ạ, để mình cảm nhận được cái bụng mình nó bắt đầu nó chuyển động á. Rồi, sẵn sàng chưa ạ? 1 2 3 bắt đầu. Cô kia để em đọc. Hãy
Ui, cũng mười mấy giây thôi. Rồi, nếu anh chị em đã xong thì chúng ta hãy comment xuống cái kết quả của mình. Ta có thấy kết quả của mình nó có tăng lên không ạ? Em làm lại phát à. Ok, Huy đã thấy một số kết quả của anh chị em tăng lên đúng không ạ? Chị Xuân đã lên 52 giây rồi. Võ Hoàng Thanh lúc đấy mười mấy giây, bây giờ lên 30 giây rồi. Đấy, chị Ngọc Mỹ đã lên đến 47 giây rồi. Hà Thanh Tuyền đến 50 giây rồi, rất tuyệt vời. Đấy, như vậy anh chị em thấy không ạ? Là khi mà chúng ta rèn luyện cái hơi của mình ấy, cái hơi mình nó càng dài thì cái khả năng mình đọc một cái câu dài nó không bị gì ạ, nó không bị ngắt ngứ, nó không bị khúc cặc đúng không ạ? Đấy, 52 giây đã là một kỷ lục của cái phòng Zoom của chúng ta. Tuy nhiên có những người họ có thể kéo dài hơi lên đến hơn 1 phút. Đấy, tức là hơn 60 giây, thậm chí là gì ạ? Đến 2 phút. Đó, đấy là những cái người mà có trường hợp hơi rất là dài. Đấy. Thì cái này thì không cách nào khác, đó chúng ta phải gì ạ? Phải rèn luyện thôi. Chúng ta rèn luyện nhiều thì chúng ta sẽ có một cái độ hơi nó dày, và khi đó chúng ta sẽ nói lâu, nói dài mà chúng ta không bị mệt. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ hát sẽ hay hơn. Đấy, đây là cách để chúng ta luyện để chúng ta hát hay hơn. Và một trong những cái bí kíp để mà có một cái giọng khỏe cũng như là giọng hát giọng giọng nói hay đó là hát. Đó, tập hát theo những cái bài hát cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái giọng nói hay hơn. Bởi vì khi mà hát thì chúng ta cũng phải luyến láy, chúng ta phải nhấn nhá, chúng ta cũng phải sử dụng cái âm điệu, ngữ điệu của mình rất là nhiều. Cho nên thường những người hát hay thì cũng sẽ nói hay, và những người nói hay thì cũng sẽ hát hay. Đúng không ạ? Thường thôi chứ không phải là tất cả, nhưng mà chắc chắn một cái người mà có nền tảng về cái độ hơi dài thì họ luyện tập hát thì họ sẽ hát được. Đó, thì đấy là cái việc mà chúng ta tập một cái mà có lợi trong cả mấy cái. Đấy. Rồi. Ok, thì đấy là một vài cái hướng dẫn của Huy để giúp cho anh chị em chúng ta là trở thành những cái MC chuyên nghiệp. Đó. Và cái điều này nó rất tốt ở trong cuộc sống nói chung cũng như là trong công việc nói riêng. Trong cuộc sống chúng ta truyền tải thông tin để cho vợ chồng con cái chúng ta họ lắng nghe. Đấy, họ nghe họ cảm thấy thích thú nghe chúng ta. Cái thứ hai nữa đó là trong cuộc sống, trong công việc thì chúng ta sẽ dễ dàng chia sẻ cái cảm nhận, cái cảm xúc của mình cũng như là cái kiến thức cũng như là cái thông tin của mình cho khách hàng, cho đội nhóm của mình hơn. Đấy, vì vậy là cái điều này cực kỳ quan trọng. Xin chúc anh chị em chúng ta sẽ có một cái giọng nói thật là thu hút và truyền cảm. Và chúng ta có bài tập về nhà, thì cái bài tập về nhà đó là cái quay một cái video, chúng ta sẽ đọc bất kể một đoạn văn nào đó, nó khoảng độ tầm 200 chữ đổ lại đó, và nó kéo dài trong vòng khoảng 1 đến 2 phút, và chúng ta hãy đọc theo ít nhất là 3 đến 4 giọng khác nhau. Đó, chúng ta đọc càng nhiều càng tốt. Nhưng mà chúng ta đọc khoảng độ 4 giọng khác nhau. Nó có thể kéo dài lên 3-4 phút cũng được, không sao. Nhưng mà chúng ta hãy đọc bằng các cái giọng khác nhau. Đọc bằng giọng truyền cảm, đọc bằng giọng chậm, đọc bằng giọng nhanh, đọc bằng giọng to, đọc giọng bé. Thì chúng ta hãy lựa chọn các cái giọng đọc khác nhau để chúng ta đọc. Nhưng mà nhớ là chúng ta càng đọc nhiều càng tốt. Đúng không ạ? Đấy là bài tập về nhà trong cái module này. Và sau đó thì chúng ta sẽ gửi lên trên nhóm trước ngày thứ 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 năm, tối ngày thứ tư là chúng ta hoàn thành. Ok nhé. Rồi tiếp theo sau đây thì là cái phần hướng dẫn của MC tiếp theo. Xin mời chị.